ví dụ như thế này. Sau đó các bạn sẽ được bịt mắt và dần dần các bạn theo sự hướng dẫn của khán giả xung quanh, các bạn sẽ phải tiến lên khu vực bậc niêu. Và tất nhiên một lần nữa tôi nhắc lại là trong khi vẫn bịt mắt và bằng mọi cách phải bật được cái niêu này. Ok, và bây giờ tôi muốn khi các bạn tham gia, các bạn hãy bắt cặp chúng tôi ạ. Lượt chơi là bắt cặp một nam một nữ ạ. Vâng, xin hỏi thành viên của ban tổ chức ạ. Rồi ok, thành viên của ban tổ chức đã có mặt với căn bịt mắt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Vâng, quý vị khán giả cũng chính là những người tham gia trò chơi, khi là những người sẽ chỉ dẫn cho các thí sinh của chúng ta có thể tiến lên khu vực đập niêu và đập được chiếc niêu này. Còn thí sinh có chiếc quà thưởng hay không thì tôi không biết. Các bạn xin mời thành viên ban tổ chức có thể buộc bịt mắt giúp tôi. Và tôi tin rằng là các thành viên tham gia, các thí sinh tham gia thì họ cũng rất là fair play thôi, họ sẽ không nhìn trộm đâu ạ. Còn nếu họ nhìn trộm thì chúng ta biết ngay đúng không? Rồi, hai người cùng cầm một cây ạ. Tôi không biết là loa của ai tổ chức có phát được nhạc hay không, chứ tôi nghĩ là trò chơi này là phải có tí nhạc. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử với cả cặp đôi đầu tiên. Từ nhé, các bạn nhé, các bạn là cặp đôi số 2, các bạn cứ từ từ bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng thử nghiệm. Chạy các bạn này đi, chạy các bạn này đi. Nào, chúng ta sẽ thử một cặp trước, các bạn tự nhiên giúp chúng tôi nhé. Rồi, trước khi chúng ta bắt đầu thì các thành viên sẽ bị quay hai vòng. Vâng, xin mời ban tổ chức các bạn cho quay hai vòng cho tôi. Vâng, xin mời các bạn quay. Và trò chơi của chúng ta
xuống dưới kia để xếp hàng nhá. Rồi. Và chúng ta là có cặp đôi tiếp theo, xin mời hai bạn bước lên trên này ạ. Xin mời hai bạn. Hai bạn đã tìm được bạn trai không? Chụp người mình chưa? Chưa à? Không được rồi. Trời ơi, ở đây người ta ai có đôi, có cặp đôi, có ba đôi đấy các bạn. Nào, kết quả. Tôi được mời chân chất, nào mời hai bạn lên trên này. Chơi nhá. Trong khi chúng ta chờ ban tổ chức có thể cuộc đi
yêu. Thì anh chị, theo anh chị thì anh chị sẽ làm thế nào để có thể di chuyển và đập yêu một cách chính xác? Và sự hướng dẫn của mọi người xung quanh. Vâng ạ, có sự hướng dẫn của mọi người xung quanh. Tôi mong rằng quý vị khán giả xung quanh có thể hướng dẫn cho các cặp đôi của chúng ta có thể tiến lên và đập yêu một cách chính xác nhá. Xong và ban tổ chức đã buộc xong yêu rồi. Bây giờ xin mời ban tổ chức cho hai thí sinh, cho hai nhóm thí sinh của chúng ta quay hai bảng. Xin mời. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên nào, sang bên trái đi. Bên phải kia, lùi lại một tí. Ôi, quay đi. Anh